Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại như Henry Wadsworth Longfellow từng nói. Và hôm nay, Tim đang mang chìa khóa âm nhạc, chiếc đàn piano điện Goodman B25 phiên bản màu đen đến với quận 8. Việc khui hộp và lắp ráp chân đàn B25 đã trở nên quen thuộc với khách hàng thân thiết của kênh. Nhưng nếu bạn muốn xem chi tiết đầy đủ, hãy truy cập YouTube của Minh Phụng Music và tìm kiếm từ khóa Goodman B25. Bạn sẽ thấy tất cả những gì mà bạn cần. Mình muốn dành thời gian trong video này để chia sẻ tại sao việc có đội ngũ đến giao và lắp ráp đàn lại quan trọng. Trước tiên, đó là sự tiện lợi thay vì mất hàng giờ. Để tìm hiểu cách lắp ráp, đội ngũ của chúng tôi sẽ đến tận nhà và đảm bảo mọi chi tiết đều được cài đặt một cách hoàn hảo. Không chỉ lo toàn bộ chi tiết kỹ thuật, đội còn hướng dẫn bạn cách sử dụng các tính năng của đàn. Tất cả đều rõ ràng và dễ hiểu ngay trước mặt bạn. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm, đều được mình giải đáp mọi thắc mắc, từ việc điều chỉnh cảm ứng lực của phím đàn cho đến những mẹo quan trọng trong việc bảo dưỡng và sử dụng đàn. Bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì khác xa với việc mua online và nhận được những thông tin thiếu sót hay không rõ ràng từ người bạn. Em trai nhận đàn đã rất vui mừng vì trước đó em đã từng chơi model này tại lớp học. Em háo hức đến nỗi không thể chờ đợi thêm, liền nhờ mẹ gọi điện yêu cầu giao ngay trong buổi chiều nay. Và tất nhiên Tim đã thực hiện điều đó. Khi đàn đã được lắp ráp hoàn chỉnh, hãy thử tưởng tượng cảm giác tuyệt vời sẽ như thế nào khi em trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Thay vì bước vào một không gian yên tĩnh trống trải, ở đó có một cây đàn piano tuyệt đẹp chờ sẵn để mang đến những giai điệu vui tươi đầy màu sắc cho căn phòng. Các bạn hãy cùng mình khám phá Goodman B25 nhé. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn LED ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip SAM 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, change bow, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth Audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ drum với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Khi team hoàn tất công việc, em đã nhanh chóng ngồi vào ghế và bắt đầu khám phá ngay những bài học thú vị trên ứng dụng học nhạc online. Khi đã được đội ngũ hướng dẫn tận tình, những khoảnh khắc này là lý do mà chúng tôi yêu công việc của mình, nâng tầm thế hệ nghệ sĩ piano tương lai. Minh Phụng Music luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trên mọi chặng đường của hành trình âm nhạc. Việc bạn lựa chọn đàn chỉ là nền móng ban đầu, hãy để chúng tôi đến kết nối, xây đắp, hoàn thành trách nhiệm bàn giao và lắp đặt những nhạc cụ chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.